Xin chào, tôi là Âu Việt. Và tôi là Thu Trang. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch thì thực phẩm tăng cường sức đề kháng đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Và ngày hôm nay, Thu Trang xin phép được giới thiệu tới quý vị một sản phẩm giúp nâng cao sức đề kháng vô cùng an toàn và chất lượng. Và xin được giới thiệu tới quý vị, đó chính là sữa non Nanovi Alpha Milk, được sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần Nanovi Việt Nam, với nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Mỹ và sữa bột nhập khẩu từ Hà Lan, đặt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO và GMP. Sản phẩm này bổ sung đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho người từ 3 tuổi trở lên, bổ sung dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng cho cả trẻ em lẫn người lớn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thưa quý vị. Vâng, sản phẩm sữa non Nanovi Alpha Milk cung cấp đạm whey, đồng thời bổ sung tới 40 loại vitamin, khoáng chất, không chỉ giúp bổ sung canxi cho xương chắc khỏe mà còn phù hợp với người bệnh cần phục hồi thể trạng, và đặc biệt là cho người cao tuổi có bệnh nền tiểu đường hay là tiền tiểu đường cũng có thể sử dụng sản phẩm này đấy ạ. Và điều đặc biệt ở dòng sữa này, quý vị có biết là gì không ạ? Đó chính là sản phẩm sữa non Nanovi Alpha Milk sở hữu hàm lượng sữa non IgG lên tới 10.000mg trên 100g, cao nhất trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động của hệ thống miễn dịch được kích hoạt và điều hòa có hiệu quả để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những tác nhân gây nên các bệnh nguy hiểm trên da. Dạ vâng, chúng tôi thay Ngâu Việt. Và chưa kể tới, đó chính là một trong những thành phần chính làm nên sản phẩm Nanovi Alpha Milk này, chính là nano curcumin, một dạng bào chế của tinh chất curcuminoid từ nghệ theo công nghệ nano hiện đại. Và thành phần này giúp cho người dùng trẻ lâu, ngăn ngừa lão hóa, đặc biệt có công dụng cho người bị đau dạ dày, tá tràng hay là tiêu hóa kém thưa quý vị. Không những thế, trong Nanovi Alpha Milk còn sở hữu lượng lớn isomaltulu là thành phần đường bột hấp thụ chậm giúp cho đường huyết ổn định. Song hành cùng với đó là MUFA và PUFA, các axit béo làm giảm cholesterol trong máu, kiểm soát huyết áp, hạn chế các bệnh về tim mạch liên quan đến mạch vành nữa thưa quý vị. Và ngoài việc ưu tiên chọn loại sữa có đạm whey và các dưỡng chất cần thiết thì sản phẩm kết hợp được với tổ yến, bột óc chó hay là bột hạnh nhân thì Thu Trang thấy rằng rất là hay, bởi vì đây đều là những nguồn dinh dưỡng tốt cho chúng ta. Ngoài ra, những thành phần dưỡng chất này thì còn đem lại cho các bé nhỏ của chúng ta vị giác đa dạng hơn, giúp cho các con ăn ngon miệng hơn, mà ăn ngon hơn thì đương nhiên là sẽ tăng cân và sẽ khỏe mạnh hơn, đúng không anh Ngô Việt? Vâng ạ, chính xác là như thế ạ. Hiện tại thì công ty cổ phần Nanovi có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, dòng sản phẩm sữa non Nanovi Alpha Milk với khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giúp chúng ta khỏe mạnh, đây là sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn nhiều nhất. Vâng thưa quý vị, và một tin vui nữa cho quý vị đây ạ, đó là hiện nay sản phẩm sữa non Nanovi Alpha Milk sẽ giảm giá chỉ còn 495.000 cho 300 khách hàng đầu tiên. Mua 3 hộp 900g tặng 1 hộp 900g, mua 5 hộp 900g thì sẽ tặng 2 hộp 900g. Đồng thời mỗi khách hàng sẽ nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng từ 50 triệu đồng cho đến 130 triệu đồng quý vị nhé. Cụ thể, một giải đặc biệt là một xe máy SH trị giá 50 triệu đồng, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, bốn giải khuyến khích, mỗi giải thưởng là một thùng 12 hộp sữa non Nanovi Colostrum 900g. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới hotline 1900 099 998 hoặc 0962 883 388, truy cập vào website nanovi.com.vn hoặc fanpage sữa Nanovi Việt Nam để sở hữu ngay những sản phẩm sữa dinh dưỡng tăng cường đề kháng, bồi bổ sức khỏe cho cả gia đình của mình quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin hữu ích liên quan đến sản phẩm sữa non Nanovi Alpha Milk. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.